Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Gucci. Hôm nay mình nhận được con Dell Inspiron 3437 nha các bạn. Hiện trạng của con này là mình kích nguồn không có được. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình cho các bạn xem cái hiện tượng của máy nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình. Rồi máy ăn dòng nha các bạn. Đó, máy ăn dòng. Kích nguồn. Kích nguồn không có tác dụng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra ngoài nha các bạn. Và kiểm tra sửa chữa. Rồi, sau khi mình tháo men ra ngoài nha các bạn, thì mình thấy được là đã có kỹ thuật sửa chữa trên cái men này nha các bạn. Đó, và mình thấy là cái sụt BIOS đã có kỹ thuật xử lý rồi nha các bạn. Bây giờ đầu tiên mình sẽ chép lại cái file BIOS này nha các bạn. Đó, mình sẽ chép lại cái con BIOS này để xem coi có cái hiện tượng gì thay đổi hay không nha các bạn. Đây là con Winbon nha các bạn, 25W64FV nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa lên máy vi tính nha các bạn. Mình sẽ chạy lại chương trình cho con BIOS này nha các bạn. Rồi, sau khi mình đưa lên máy tính, mình chép lại file BIOS mới. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn BIOS này vào. Và mình cắm nguồn xem là cái men có hoạt động không nha các bạn.
Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi, như vậy là cái men đã có dòng chạy nha các bạn. Đây, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Đó, cái men đã có dòng chạy rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi mình tiến hành cắm nguồn nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Như vậy là ở cái con Dell Inspiron 3437. Nguyên nhân là do lỗi cái sụt BIOS nha các bạn. Sau khi mình đã chép lại file BIOS thì máy đã xuất hình. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.